thơm nực nồng luôn. Thơm nực nồng luôn. Mát quá liêm diêm kìa. Không ngày trời mưa bão không có, không có tắm. Mưa bão tắm nó cũng như là lên đầu gọi đầu nó. Đó, đó. Ở gà trời mưa coi nó lội ra kìa. Đây, cái này. Đưa đất đây. Cái đất. Giờ chân nè, à. Chân lội đây dơ hay à. Cửa nách, cái nách cái hơi thơm nách. Thơm nách. Đó, thơm phức liền, mất mất gược liền. Thơm phức luôn. Bệnh đau tay lại, để hết nước vô tay. Xúc tay xuống. Tay quay đít ở đây. Chưa có xong đâu. Mới vừa chưa sạch xà bông nữa. Lạnh rồi, lạnh rồi. Phá nước lại được rồi đó. Ngồi chân luôn nè. Rồi. Mở tay lại. Mở tay lại. Đứng vô tay. Nó lâu còn trắng hơn con nữa tới ngày. Cái mặt nè. Cái mặt nè. Là đầu trước nè. Nó còn mới tới là mình. Nó lau đất là mình không nó lau đất, đất xong nó lau chân. Đó. Xong nó lau chân. Rồi chân sau lu còn lau đuôi nữa. Rồi. Chào. Rồi, xin chào các ông bà, cô bác, anh chị và các bạn đang xem trên kênh Thanh Niên Miệt Vườn. Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ ở trong nhà. Hôm nay nhà mẹ, hôm nay hai mẹ con mình sẽ ăn cơm với canh và một món kho. Tép bạc non với xong. Nay tiếp nay mua tiếp xong luôn đó, nay mua đồ xong. Cái chốt. Cái lăng đó mẹ. Ủa cái lăng quên. Cái lăng con. Cái lăng lớn nè. Ăn một bữa một chén cơm là đắp lên con. Bự hơn cái chốt mua hổm, bự hơn cái chốt không. Hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm với canh trái này, trái khóm. Cái này là trái khóm nhưng phải trái thơm. Cái thơm thường để ăn sống nhiều hơn là nó chín. Nhiều trái nó nhiều. Trái này có bao nhiêu á? 10 ngàn. 12 ngàn. Mẹ nói trên lời không. Mẹ đón là hay không. Ở đây đây đây. Cầm mua ớt á. Rồi. Người cái chấm à, vô để vô tủ. Lạnh lạnh ăn ngon. Rồi. Chát lưỡi.
ăn cái này nó bị gì, bị kia là bị tưa lưỡi luôn. Đây thực đơn của hai mẹ con mình hôm nay như đây đây, đố mẹ nhiêu tiền đó này hả? À? Này tép này mắc à, mắc là nhiều cỡ 30 ngàn à, 40 đó, 200 ngàn một ký. Tới vậy mẹ biết là mắc mà, nhưng mà nói vậy cũng chưa ta thấy. Như này là cá lăng, cá lăng con à, nhiều khi người ta dở trà mà sao nó đều đều chứ ha. Ta dở trà về á, hồi đó mẹ đi là vậy không, dở trà. Khóm mà lâu lâu cũng thấy người ta đi chở bị xe tải rồi mà bán 5 ngàn trái à. Ừ, ta đi ra tới chỗ chỗ gãy ta trồng mà khóm đâu nó rẻ mà ơi, mấy ngàn như ngàn ký hay gì đó. Vô, ê phải gì 2-3 ngàn ký vậy, không phải ngàn ký. Qua mua ai bán mà mua, tím màu thương nhớ tím mua dịu dàng, lỡ yêu nàng màu tím nồng nàn, yêu màu tím tím của nàng qua mua. Qua này là qua mua, có nhiều bạn hỏi là có phải qua sim không, nhưng mà này không phải qua sim. Qua mua với qua sim nó khác nhau. Lúc trước thì mình tưởng là mình cứ kêu là cái này là trái mui không à, nhưng mà sau này thì có các bạn nói là trái qua này là qua mua, cho nên mình cũng tìm hiểu thì đây lại là trái mua. Cái mình thấy cái trái mua với cái sim á nó cũng giống giống với nhau, nhưng mà cái trái sim thì nó có màu tím đậm. Qua mua cái qua sim nó cũng có màu tím đậm luôn, có màu cũng giống như trang như vậy nè, nhưng mà màu nó tím. Thì cái trái của trái sim á thì nó chín, nó không có bị tét ra, mình thấy nó không có tét ra. Thường ở bên Phú Quốc người ta để là người ta làm rượu sim á, đặc sản đó. Còn ở đây ở Vĩnh Long mình có cái này, thường thường ở nhỏ hồi nhỏ mình kêu là trái mui không à, nhưng mà sau này thì biết tên chính xác nó là trái mua. Lúc này mua cái gì cũng nhỏ nhỏ ăn không nha. Để tiền cưới vợ. Dành dụm không, dành dụm tiền cưới vợ. Ừ, cô nào mà chịu vậy tính hả? Để tiền có tiền trước đi tính. Cô nào chịu con là cô đó có phước á. Nghe mọi người nói á, phải phước không ạ? Ừ. Sao bà hết đau mình giờ còn hai tao mày mệt quá, nhức mỏi tùm lum. Nói với bà ngoại hả? Nói với cậu đủ mẹ nó chị tám chứ giờ chị khỏe hết sức nhỉ? Chị khỏi cái đau nhức, chị uống trúng thuốc gì đâu chị hết giờ, còn tới mình hai chị em mình. Hai chị em mình giờ mình mãi ghim hết trơn. Lúc này sao không đường nước mắm chứ. Có, sao? Có kinh nghiệm mày. Có kinh nghiệm. Nhắm không à? Thường thường, thường, thường á gì? Mình nấu mày cũng có lượng đâu. Mẹ gì gì chút là nhắm không đó. Nhắm mắt đậu đại. Ừ, nhắm đậu đại. Chút xíu đường thôi. Mẹ à, mẹ kho khô là mẹ không bao giờ mẹ để đường. Cái khóm này mình sẽ sắc nó dài dài á, nhưng mà sắc nó hơi dài, hơi dày chiếu nha. Cỡ ngón tay, cỡ ngón tay của mẹ, tay, thì nó dày. Cái bên ngoài này nè, con phải sắc miếng bự, nó dễ bị gã, còn cái này nó không bị. Cái cho nó là cái cùi chứ? Ừ, cái cùi, bỏ cái cùi này đi. Đó. Hồi nhỏ mà canh ăn khóm vào khóm ngọt thơm mà phải ăn cái cùi mà ăn à. Giờ sợ rồi, giờ sợ phải không? Giờ nhìn thấy khóm là sợ rồi, sợ ăn sống á, không chín thì ăn vẫn ăn bình thường, tự nhiên sống ám ảnh tới giờ. Này mình sẽ nấu chung với gom rồi hỏi thêm vài trái ớt vô nữa. Màu vàng vàng của khóm, màu xanh của gom, màu đỏ của ớt, màu hường hường của tép. Trời ơi, nhắc tới là thấy thèm rồi. Bữa nay mình cái này mẹ ngắt ngắt ra thôi. Nhắc tới là thấy thèm rồi. Khúc khúc vậy nè. Cái món canh khóm này nè, mẹ biết mẹ nấu gì nữa, nó ngọt nữa không mẹ? Gì? Thịt gà. Ừ.
Đúng rồi. Nó thịt gà nó gan gan nó ngọt. Mà nó mau mềm luôn. Ngọt ngất ngay luôn. Mềm gà cũng mềm nữa. Mà cái bá khóm này hay công nhận hay nha. Mẹ nấu gì mà mẹ nó lâu lâu nhừ á. Tại vì con biết sao không, chất chua nó chất nó tẩy á. Nó cái axit. Axit chứ không phải tẩy. Tẩy. Phản ứng hóa học của ta là trong đó là có axit axit. Hồi xưa đi học mà học hóa học là chỉ biết được viết được một cái phương trình duy nhất thôi. Hydro cộng oxy ra là H2O. Sao mẹ giờ không biết nữa. Là nước. Mẹ hồi xưa mày học đâu có hóa học đâu hả? Không. Mẹ giờ hỏi lại gì cũng biết. Không? Mẹ không học sao mẹ biết? Sao? Mẹ mới học cái mới lên lớp 6 à. 7. Lớp 6 lên lớp 7 phải không? Vừa lên lớp 7 là chưa đi học, lớp 7 chưa đi học nữa. Ngoại kia đi học mai. Đi học mai có cười chết. Giờ bắt lên cho nó xăng. Sao dạo này con hạch tiện dữ vậy Tuấn ơi? Chắc là con chuẩn bị con muốn vợ rồi phải không? Có cô nào phải không? Đâu tại nào gặp này ngon à, ăn chứ. Mẹ ăn mấy kia ăn hoài nhiều quá nó dư dư chất này sao? Rồi giờ xăng rồi mẹ chế nước vô nè. Nó phải đổi món, hàng phải có bữa này bữa kia đổi chứ. Món. Mà thành nhầm hay cái bữa này nhiều hơn bữa kia. Phải đúng rồi. Đúng rồi đó. Để tiêu vô. Đó, cả hôm nay đã chưa? Cá lăng. Để tiêu vô. Bóp 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 bóp. Cá lăng con. Sao mẹ không tắt lửa? Đó, rồi tắt. Để gì vậy tắt. Thằng chuyên tưởng mà tắt lửa rồi, nó sôi quá. Ừ. Đó, thì tắt lửa rồi đó, nó cũng vẫn sôi đó. Sôi bụp 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 bụp. Mình ốp tép đi cho nó thấm một tép á. Còn khỏi cần nêm nấu kia. Tép tép xong nhìn đã hả mẹ? Ừ. Muối, ủa bột ngọt, tép muối. Các bạn tép này kêu tép gì nè? Tép bạc non. Tép bạc non. Ừ. Tép bạc đất nó khác nữa phải không? Bạc đất thì nó bự dữ lắm. Bạc đất nó bự mà nó dẹp. Tép này tép bạc trắng mà nó còn non. Ta kêu tép bạc non, hiểu không? Bạc trắng như dôi. Ừ. Ủa sao này mẹ ướp đường nữa hả? Ừ, nó canh này mà. Trong này nó có hậu chua chua, mình phải có hậu ngọt, đường. Này mẹ có xài me không? Không, khỏi. Chỉ khóm vậy thôi. Không. Rồi. Chỉ bắt lên cháy tỏi mà dầu tỏi rồi xong rồi để nước vô, rồi nước sôi rồi để tất cả mấy này vô rồi là nêm nấu, nhắc xuống. Cái này đâu phải là nó là lơ phơ lóc phơ được. Cái này đó, đâu phải cần. Đâu thấy cà lơ phơ lơ gì với nó được. Nhanh lắm. Rồi bây giờ mình sẽ chế tỏi. Mẹ có sao tép không mẹ? Không. Nhìn mẹ. Rồi cái để nước vô. Không, bây giờ mình làm những cái món lạ. Là nó ngon. Món này có gì đâu lạ. Anh tại thường là phải chế tép. Ừ? Mà bây giờ mình không chế chép. Ờ, vậy rất là lạ đúng không? Ừ, đó. Bình thường người ta xào thép chí rồi nấu không? À, đó đó. Này mình... Cái này là đó, là lạ đó. Lạ là mới vậy đó. Khóm vô. Khóm ớt. Tép luôn. Đó, có hai màu rồi đó mẹ. Ừ. Màu vàng màu đỏ. Hai màu rồi. Để tép luôn. Bây giờ là tép. Bây giờ là có màu hường nữa. Đó. Khi nào mặn không? Mặn để thêm miếng nước. Ừ. Để nước, cái gì cũng để vô từ từ rồi để rau vô luôn mình nhắc xuống. Đó, bây giờ có ba màu rồi đó. Ngon ha. Bây giờ ta sẽ để thêm cái ôm vô nữa là được 4 màu. Canh. Rồi để rôm vô. Rôm này trộn qua nhắc xuống liền. Rôm này mà nhắc khúc. Chứ không có chắc nhuyễn kìa. Hồi sắc chị. Rồi. Liếc hồi gất con mắt mà ra luôn nè.
Rồi, cơm xong rồi mọi người dùng cơm với gia đình mình nha. Nay mình ăn khô khô quẹt nữa rồi. Tấn Hà Tiện ăn khô khô quẹt nữa rồi. Thường sáng là mình đi chợ thì mẹ mình nấu. Bữa nào mẹ thèm gì á thì mẹ kêu. Còn không á thì mình gài gì đi, mình gặp gì á thì mình mua đó. Đó, hôm nay thì không gài chứ hôm nay gì đó. Hà Tiện ăn từ từ, ăn vậy đó, ăn để lấy tiền. Lấy tiền đặng cưới vợ. Ừ, cưới vợ. Sắm cho mẹ một nàng dâu. Ừ. Đó, rồi mà mời dùng cơm nha. Đó. Bữa cơm hôm nay là bao nhiêu ta? 70 ngàn chứ bộ ít hả mẹ? 70 hả? 40 ngàn tép, 20 ngàn cá, 12 ngàn đồng trái khóm. Ừ. Đây, tô canh có đủ màu, màu hồng hồng, màu hồng hồng, màu này màu cam chứ không phải màu hồng, bị mù màu rồi, màu cam của tép, màu vàng của khóm, màu xanh của gâu ôm, màu đỏ của ớt, và đây màu đen của cá, màu cá lăng, kho tiêu của cá, quá trời bông súng, bông súng quá trời rồi. Cá nè, trong mình vàng tươi không? Kho hết chứ? Mẹ kho hết nửa bình ga mà không vàng. Ừ. Kho cá phải kho vậy mới được mới ngon. Chứ con cụm rồi xong chín nhấp xuống không thấm không ngon lành cơ. Chậm từ 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 phải không? Ừ, nó thấm. À, trước khi ăn ngoài sữa sẵn tóc. Giống ngoại. Công nhận tép xong với tôm xong ăn đã hả mẹ? Ừ. Có gì bằng đó. Đâu tự nhiên. Ừ. Ủa rồi cây thơm của mình đâu vậy? Phải đó. Còn sống không? Nước này á là nó không có chua. Nó kiểu ngọt ngọt ngọt, vị ngọt 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 mặn mặn. Này chứ chi gì không? Vị chua nhẹ của khóm thôi, vì mình ăn khóm thì nó chua. Này mình kêu nấu ngót. Tép nó bên ngót. Ừ. Mày biết ăn thích ăn gì không? Mày biết ăn gì không? Ngộ tính. Mà gom á nó già rồi ăn đắng ghét không ngon vậy. Ừ. Còn non thì ăn nó có hậu ngọt ngọt giống như gừng vậy. Ừ. Gừng càng già càng cay. Rồi bữa nay không có mua thức ăn nữa rồi. Ừ. Thức ăn cho ủa cho cá quên hoài nắm mày cho nó ăn cơm rồi để cơm xuống ăn. Nè nắng quá khó chịu quá nó hầm quá. Kiểu này chắc mưa nữa. Ờ sáng có mưa mà. Không có. Sáng mẹ đi với ngoại về mưa. Không có mưa. Sáng trời quang. Ý. Có. Nhớ rồi. Nhớ. Có mưa. Mưa mùi. Mà mưa ào con cái hả? Ào con cái hả? Mẹ đi mà đục mà. Đúng rồi. Tới Long Hiệp. Bởi già cả không nhớ gì nữa. Già hát. À, con về mà bà Thảo nói con 31 rồi hả, tính là còn trẻ. Bà hỏi không? Rồi.
mẹ không lấy cái dầu quá trời nặng luôn rồi. Mẹ không lấy cái dầu trắng. Cái thôi nó bị sần sừ. Tiêu dao. Ăn cơm xong rồi hai mấy con mình sẽ ra mần cỏ. Ra mần cỏ. Và mình sẽ đi trồng thêm một ô cải. Cái bãi xanh. Đây. Cải này mình mua. Nhưng mà để mình sẽ quay một lại một cái video trồng rau cho các bạn xem. Nhưng mà mình sẽ không có up bên kênh này, mình sẽ up bên cái kênh Trứng Mớm á, để cho các bạn xem tiện theo dõi và để dễ tìm kiếm hơn. Đó. Đó, cho nên nếu các bạn nào có thích việc trồng rau thì các bạn thể qua bên kênh kia để xem ha. Sao con để mẹ? Để mẹ là để bà Tư à? Ờ bà Tư. Rồi bây giờ mình sẽ đi trồng rau. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem, đã theo dõi video của hai mẹ con mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào. Cảm ơn mọi người theo dõi video của mẹ con mình. Đây, đây nè. Cây thơm nè các bạn. Bữa sinh về được cây đó.